Video clip này được ghi lại trong một trận đấu kickboxing giữa hai võ sĩ Merter Greenhardt và Harut Grigorian tại giải Glory 42 ở Paris, Pháp. Trong một tình huống khi Harut Grigorian vừa quay lưng lại với đối thủ và đang trong tư thế không phòng thủ, thì Merter Greenhardt bất ngờ lao tới đấm thẳng vào mặt Grigorian, khiến anh này gục ngay xuống khán đài. Những hình ảnh được ghi lại cho thấy, võ sĩ Harut Grigorian có vẻ rất đau đớn, máu chảy ra từ miệng võ sĩ này còn vương ra cả khán đài. Dù đánh từ sau lưng đối thủ nhưng cú đấm của Merter Greenhardt là đúng luật và anh đã thắng trận sau cú hạ knock out này. Thế nhưng võ sĩ này cũng phải nhận một làn sóng giận dữ từ khán giả sau chiến thắng gây tranh cãi. Nhiều người từ hàng ghế khán giả lao lên võ đài tấn công Greenhardt vì cho rằng võ sĩ này đã chơi xấu. Dù không mang găng nhưng một số khán giả tung ra những cú đấm cũng chẳng khác nào một võ sĩ thực thụ. Nhân viên an ninh ngay sau đó đã có mặt để bảo vệ Greenhardt khỏi những khán giả giận dữ.